Xin chào anh em nhé, hôm nay đã quay đầu quay lại với cả video làm diều. Hôm nay không làm những con diều tre khổng lồ nữa, không làm những cái diều carbon nữa, không có diều carbon nữa, không 3-4m, 5m nữa, mà bây giờ quay lại với cả những con diều tuổi thơ nhé các bạn nhé, cánh diều tuổi thơ nhé. Đây mình chuẩn bị trước đây này, tre này, giấy này, giấy này toàn giấy của học sinh, giấy tập học sinh, gọi là giấy cũ thôi, không có giấy mới đâu. Cơm này, kéo này, ok, đây vừa lấy thêm con dao, thế là đủ rồi đấy. Hôm nay mình sẽ làm một con diều, diều giấy đi, diều giấy tre ngày xưa. Con diều này thì chắc là thả bằng chỉ thôi, để đuôi 10 mét xem bên là nó có lên được không nhá. Thôi, tiến hành làm đây. Ok. Được 5 que. Ta sẽ dùng giấy đi, còn giấy cũ thôi. Đặt lấy tầm khoảng vài tờ. Trước hết sẽ dán hai cái này vào trước nhá. Đây, cơm này. Vứt các cái đoạn này đi, giữ lại để làm đuôi. Đấy, rồi xong. Đấy nhá. Xong rồi rồi. Đấy, còn tí nữa có cái tre này này. Wow, vừa đẹp luôn. Vừa khít luôn nhá, nhìn chưa? Đây, tận dụng những cái đầu giấy lúc nãy cho các bạn này. Cắt nhỏ nhỏ này ra thôi này, để làm thay băng dính. Cong tầm như này, các bạn phải lấy dây, đây chỉ đây, cắt một ít ở đầu này cho nó tạo ra điểm G để các bạn buộc nó dễ nhé. Sang phần này rồi nhá, bây giờ ta đến phần làm đuôi, vẫn dùng cái giấy này thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn kiếm được giấy báo thì tốt, mình không có giấy báo thì thôi. Là sử dụng cái giấy này thôi. Gặp lại. Xong rồi ngồi cắt. Đây, đừng cái này giấy. Giờ dán nhá. Cắt thả đuôi này này. Ok. Đó, đã gắn đuôi xong rồi. Bây giờ đến phần buộc lèo các bạn nhé. Ở cái đoạn buộc lèo này, các bạn chú ý này, mình buộc hai bên này, thì tí nữa các bạn sẽ phải cho mình hai cái giấy, khi buộc xong là các bạn cố định bằng giấy vào nhé, không là nó không cân đâu. Thử xem nào. Đấy, các bạn nhìn chưa? À, được rồi đấy, hợp lý rồi đấy. Đấy, các bạn thả này, các bạn chỉ cần đặt đây thôi, kéo lại lên, nếu mà con nào lên có gió là nó lên luôn. Ok, giờ bắt đầu thả bằng dây, dùng dây chỉ để thả nhé, các bạn nhìn chưa? Dây chỉ chặt vào. Được, nghe hơn. Cái này chờ nữa, buổi chiều sẽ có gió. Tầm này không có gió rồi. Ba, cái này nó gãy diều. Không thành công rồi, buộc lại với nhau rồi đó.
mà làm việc thành công nhất ở Nam Bộ. Thất bại. Và video này của mình đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Nhớ tới hay like và đăng ký video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.